Và bây giờ anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trân Văn đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trộm, lật mặt trộm. Công an tỉnh Trà Vinh vừa rửa mặt cho ông Phan Thanh Sơn, nạn nhân vụ trộm 66 lượng vàng và 35.000 Mỹ Kim. Cái tin mà Sơn Thanh Tuấn cậy cửa tư gia của nhà ông Sơn rồi phá kết sắt lấy đi 66 lượng vàng và 35.000 Mỹ Kim lẽ ra là một cái tin buồn, tin bi mà cuối cùng lại trở thành hài. Thay vì thương cảm, công chúng lại chỉ có dè biểu thắc mắc tại sao nạn nhân vốn là cựu giám đốc sở giao thông vận tải Trà Vinh mà lại giàu có như vậy. Đó cũng là lý do vì sao cái ban chuyên án lẽ ra chỉ được thành lập để điều tra cái vụ trộm mà giá trị tài sản bị mất sắp xỉ 5 tỷ đồng. Mà họ đã phải lên tiếng. Họ khẳng định là đã hoàn tất việc làm rõ về nguồn gốc tài sản bị trộm là do vợ chồng nạn nhân tích lũy từ cái thuở còn tỉnh Cửu Long kìa. Nghĩa là sao? Tức là hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long hiện nay trước đây nó là tỉnh Cửu Long ha thưa quý vị. Và cái số tiền này đã được nạn nhân tích lũy nhiều năm để mà dưỡng già. Chưa kể là vợ chồng nạn nhân còn mua bán kinh doanh lặt vặt nhiều ngành nghề khác nữa. Cần lưu ý là tỉnh Cửu Long được tách trở lại thành tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long vào năm 1991. Chỉ trong vòng có chưa đầy 3 ngày, từ tối ngày 6 tháng 5 cho đến sáng ngày 9 tháng 5 mà cái bộ phận đặc trách điều tra cái vụ trộm đó đã xác định xong nguồn gốc của 66 lượng vàng và 35.000 mỹ kim vốn được tích lũy ròng rã trong vòng chục năm, 3 thập niên đó thì chẳng khác gì xếp công an trà vinh nói riêng và công an việt nam nói chung vào hạng u trà giỏi nhất thế giới chưa kể tuyên bố của ban chuyên án còn chứng tỏ là hệ thống lưu trữ quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản của công dân việt nam nhằm hỗ trợ xác định nguồn gốc động sản ở đây là vàng này tiền này ngoại tệ này quý kim này kia trời ơi cái việc đó nó vốn phức tạp hơn rất là nhiều so với cái việc bất động sản quý vị thấy bất động sản thì còn dễ kiểm soát tại vì đất nó to đùng đùng rồi giấy tờ sổ đỏ này nọ người ta lưu trữ trong máy tính thì mình kiểm tra đôi nó còn dễ còn những cái thứ như vàng này đá quý này ngoại tệ này đô la tiền đâu có dễ mà mà kiểm tra mà nhanh như vậy mà chỉ trong vòng có 3 ngày ra đã, đã xác minh được hết rồi quý vị thấy cái việc đó, nó 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 phức tạp khi cần á không chỉ chặt chẽ và khoa học đến cái độ như mơ mà còn đạt hiệu quả đến mức chưa từng có trong lịch sử điều tra hình sự của nhân loại trong bối cảnh nhân loại vẫn vật lộn với cái chuyện rửa tiền ha, dẫu phối hợp chặt chẽ với nhau từ lâu nhưng lực lượng điều tra của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới đặc biệt là interpol tức là cảnh sát hình sự quốc tế họ vẫn còn phải toát mồ hôi trong cái việc điều tra nguồn gốc tài sản để mà chống lại cái hoạt động làm giàu bất chính như là buôn lậu ma túy buôn lậu vũ khí buôn người trốn thuế tham nhũng thì cái hiệu quả hoạt động của công an trà vinh nói thật là rất cần được nghiên cứu với phương thức lưu trữ quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản của công dân việt nam như đã biết thì có thể thấy rằng bộ phận đặc trách điều tra vụ trộm xâm nhập vào tư gia của cựu giám đốc sở giao thông vận tải trà vinh đó, chỉ có một cách để mà nhanh chóng xác định ngay được cái nguồn gốc tài sản của ông sơn đó là dựa vào tờ khai tài sản mà ông sơn nộp cho hệ thống chính trị hệ thống công quyền việt nam ông sơn thuộc vào cái diện phải kê khai tài sản ngoài bất động sản chưa rõ thế nào vì không có bị trộm ai mà đi trộm đất trộm vườn được các thứ quý vị hẳn là ông sơn cũng đã từng khai về cái số động sản tiền vàng bạc đó, đó ha vừa bị trộm cắp cho nên cái ban chuyên án đó mới có thể mạnh miệng tuyên bố về nguồn gốc tài sản bị trộm như thế thêm một lần nữa vấn đề buộc các viên chức trong hệ thống chính trị hệ thống công quyền tại Việt Nam kê khai tài sản lại có chuyện để mà bàn tuy trước nay kê khai tài sản vẫn được quảng bá như là một trong những giải pháp phòng chống tham nhũng song không những cấm công bố các tờ khai tài sản hệ thống chính trị hệ thống công quyền tại việt nam còn xem cái việc mà tiết lộ nội dung của các tờ khai này là hành vi phạm pháp cần phải điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đồng thời liên tục gạt bỏ những nỗ lực lập pháp nhằm tổ chức thẩm tra nguồn gốc tất cả các tài sản được kê khai xử lý những tài sản mà người kê khai không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc cho nên những cái tờ khai tài sản bị lộ ra như trường hợp của ông ngô văn khánh phó tổng thanh tra hay ông huỳnh đức thơ chủ tịch thành phố đà nẵng hay là những cái vụ trộm mà nạn nhân là viên chức hay là cựu viên chức như cái ông phan thanh sơn này này thì mới trở thành những cái hí họa được vạch ra kê khai tài sản chỉ là một kiểu hợp thức hóa nguồn gốc tài sản mà thôi. Cứ quan sát phản ứng của công chúng đối với sự kiện ông cựu giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh bị trộm cũng mất 66 lượng vàng và 35.000 Mỹ Kim thì ắt sẽ thấy Công an Trà Vinh nhanh chóng tuyên bố đã làm rõ về nguồn gốc tài sản bị trộm, không chỉ nhằm rửa mặt cho riêng một mình ông Sơn mà đó còn là một động tác xịt rửa giúp toàn bộ hệ thống chính trị hệ thống công quyền Việt Nam vệ sinh cái thể diện. Sơn Thanh Tuấn, thủ phạm vụ đột nhập tư gia cựu giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh, trộm đi 66 cây vàng và 35.000 mỹ kim không phải là đạo chích đầu tiên phơi bày sự giàu có khác thường đến mức làm công chúng phẫn nộ. Trước Tuấn đã có một số đạo chích như Đặng Ngọc Tân, chuyên đột nhập tư gia của các công bộc đầy tớ nhân dân, hay Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Quốc Phú, chuyên đột nhập vào phòng làm việc của các công bộc đầy tớ nhân dân. Công chúng vẫn chưa quen chưa rành cái nguyên nhân thì cứ choáng. Đừng thắc mắc tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam lại không choáng chút nào.